Sơn Dung rồi đó. Vô cặp gà nữa còn sao. Giờ gia đình mình tới trại gà chơi đây. Ủa sao con gà ở đâu ạ? Trong trại gà tới ăn tiệc sinh nhật. Hello guys. Hello. Ở đây quay phim nè. Thích không? Yeah. Yeah. Ăn đi ngon á. Miss candy. Miss candy. Đúng nhà làm hay là... Ồ vậy hả? Phải không? Có nhà hả? Không, ở nhà làm kiếm mà do cục lại thôi chứ. À, nem nướng rồi đó, thằng nướng nem nướng. Do cục lại xong rồi là hấp, hấp xong cho nó chín rồi nướng lại thôi. Nó chín rồi. Nhưng mà cái này nướng lại chín. Ngon không? Yeah, thích không? Rồi đấy, thích không? Tới với chicken farm đã không? Rồi giờ chở mấy đứa đi trải nghiệm mà chicken farm để ra bằng xe trót. Hello. Hello, George. Wow, quá trời luôn. Bốn chục ngàn con cho một chuồng hay là sao? 43.000 mấy trăm lần á. Cho một chuồng. Wow. Mình chết là mình viết tranh mới lên còn. Vẫn còn 40.000. Wow. Cái này là nuôi bao lâu rồi? Nuôi 4 tuần rồi đó. 4 tuần rồi. Đây là... Đây là... Chị là... Chị là chicken nha ra cái. Chị là chicken. So it's good chicken. Young chicken. Cái này bao nhiêu tuần là nó tới lấy? 5 tuần. Năm tuần. Ôi vậy hả? Ủa thấy còn nhỏ nhỏ quá mà. Đâu một cục sao nó lớn lẹ lắm. Ô vậy đó hả? Mà ba ngày thôi nó bự lên cái bò. Zoom nó xa chút xíu. Gần ra đó. Đèn giờ đang mình đang đêm xuống cho nó nhảy á. Sáng gì lắm. Sao nói ba cái thùng này ba thùng cám á hả? À, là chuồng số 7, chuồng số 8. Smell. Chào ha.
31,000 pounds. Vậy là cám này người ta tới đưa cho mình đúng không? Là cái xúc mình nó mà cầm kẹo rô á, cái đầu rô nhà bắt đầu lớn, cắm lên cho ăn lớn á, nó bự á, trong vòng 3 ngày thôi nó bự thấy rõ luôn, trong 3 ngày thôi. Bây giờ nó nhỏ gì phải không? Cho 3 ngày khác. 3 ngày nhìn khác biệt rồi hả? Bởi khác liền, cái cám này nó để con gà rô mà. Dạ. Bây giờ cám này là nó xưa chưa có cái này, mình phải lấy gõ bằng cây, mình leo lên mình nhìn. Bây giờ cái này nó độc rồi. MT này không? ABC, AB là MT. Đó là có chị đó không? Chị đó ở trong đây nè. Ủa sớm cái này cái mới hồi nó cái này cái mới hồi sớm. Kẹo á, mới gắn đó. Còn lại gì đâu? 60,000 á. Coi cám ơi, coi nó hết coi cái nhiệt độ còn vô đâu nhiêu phải không? Trừ cái quay của cái thằng này ra. Để bao nhiêu là cám nó đập. Cám rắn. Đọc ha. Đây. Vàng nước của nó nè. Vàng nước hả? Nước filter. What's in that for? Gà đó, gõ gà. Đó không? I so để đóng cửa lại nè. Thôi gió nó hút nó đập cửa vô á. Để mở cái đó, cái cửa này đóng vô. Rầm. Đóng rầm cái hộp cho nó hơi còn. Chết rồi quay, gà nó chạy gà đó. Okay, chích cho một con mèo. Wow. See? Hả? It's flying a little bit. Để con mở đây xem thấy. Đó, con nó nhảy này nè. Nó nhảy nó thấy sợ này khá luôn. Excuse me guys. Trời ơi. Ôi quá trời ơi. Vô nó hôi, nó ẩm á. Không phải ẩm là cái mùi phân á. Cái mùi phân á. Cái mùi phân như tay của nó. Đấy, cái này mà vô. Đúng rồi, cứ bò nó nữa. À, vô là bật cửa luôn á. Cái này là đi ra khỏi không biết mùi gì. Ở đây mà từ từ á. Ở xưa nghe không có đâu. Từ từ là con không? Wow. Rồi giờ sao lưng kìa đó. Ở trong thấy nó nằm la liệt sao vậy? Đó. Oh, in the middle right now. See the food in there. 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 Nó làm rồi đâu đây được đây sao có thằng câu đó. Be careful guys. Nướng vậy mới ngon. Wow. Rồi trở lên đi. Khét quá rồi đó. Đúng rồi, ngầu ha. Ngầu ha, độc đáo ha. Hầu như chín hết rồi anh Sơn. Mấy cái rib này nó chín nhanh lắm á. Chín nhanh nhưng mà anh phải để cho nó cháy mới ngon thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn không? Ăn không? Ăn muốn ăn candy. Candy muốn ăn candy. Đi vô cái đây lại. Không cắt mấy cục thịt cho ra đấy cho nó kia ăn thôi. Có nước nè. Đúng rồi, mới đầu ở ngoài đó kìa.
lâu rồi. Tụi mới mua sao này nè tôi đi. Của Dũng Viên, của Dũng Viên. Chỉ là mua cái thằng gì thằng mấy sáu cuộn là 50 560 á, 50 560 em có coi chuột mười mấy cơ là yếu rồi phải. Khách sạn. Khách sạn. Vậy chứ mấy anh có đất đâu có mười mấy cơ là mà đi đi chung với cái đường của bà cái bà chủ đất cũ luôn. Được rồi. Thử là xem lớp á. Mấy đứa ăn miếng bò nữa không con? Cái đi bò không? Cái đi miếng bò. Cái đi bò. Cái đi nè. Bà ôi già nó cái tiền chắc là em mà giá được rồi hả? Bên đây đi đi. Ngáp. Thấy không? Đó qua chung. Dạ. Nó bán rẻ lắm đó. Rồi thấy không? Nó giữ gì? Làm lắm á. Một lần. Ok làm liền. Đó mà mai thứ hai đâu đó ăn gì đâu. Ăn xối xả luôn nha. Hey guys, chia các ai, mấy đứa chia các ai. Chia. Ăn đã luôn ha. Ngon không? You like it big? Is it pooping? Ooh, they are chicken. Chicken. Ồ, oh, trời nắng xuống cái lạnh ghê ha. Ghê vậy chứ. So crap. Bà không mà cũng tại cái cũng là chiếc play nó mướn do thời gian bây giờ thờ. Nãy giờ cũng 15 phút rồi đúng không? Bỏ này chung bỏ kia ra chanh đi. Ok. Wow. Rồi. Cái này má ăn đỡ được. Hey boy, still eating boy. Boy film boy à. Đúng rồi, bán gì chưa. Ok ha. Oh, bánh kem à. Đấy à. Ông Dũng đã từng làm quay chạy cũng lâu rồi, ông biết, nhưng mà lâu đâu có làm. Tại vì Hey guys!
sing. Gì nữa? Rồi buổi tối ở Chicken Farm tối hù luôn. Rồi bye bye.